Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sôi nổi hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ với chủ đề Sắc đỏ biên cương đã có gần 2.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được trên 1.000 đơn vị máu. Việc đảm bảo trật tự văn minh đô thị tại thành phố Lào Cai cần được triển khai thường xuyên, liên tục. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ 5 năm 2019, bảng thi số 1. Dự lễ khai mạc về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị Công an tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong cụm thi đua số 3. Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật, công an nhân dân. Bảng thi số 1 có 400 cán bộ chiến sĩ thuộc 8 đội đến từ công an các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và công an thành phố Hà Nội. Các đội tuyển phải trải qua 4 phần thi, thi duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân, thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân, thi điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, võ thuật công an nhân dân và thi bắn súng quân dụng. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định, việc tăng cường công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thông qua hội thao nhằm khẳng định tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ của lực lượng công an, nâng cao ý thức rèn luyện, chấp hành điều lệnh công an nhân dân, hướng đến mục tiêu từng cán bộ chiến sĩ công an không chỉ vững vàng về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ mà còn thuần thục điều lệnh đội ngũ công an nhân dân, giỏi về kiến thức chiến thuật, võ thuật và sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội thao còn là dịp để lực lượng công an nhân dân biểu dương lực lượng, răn đe, trấn áp các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chào mừng hội thao, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, cùng với việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, những năm qua, Lào Cai luôn quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để phát triển kinh tế xã hội, suốt thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp công sức to lớn của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng chúc các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao tại hội thi năm nay. Ngay sau lễ khai mạc, trong ngày mùng 2 tháng 7, các đội tuyển đã tham gia phần thi duyệt ngũ và biểu diễn tình huống võ thuật công an nhân dân, thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân. Chiều cùng ngày, các đội tuyển tham gia phần thi điều lệnh đội ngũ, thực hiện các nghi lễ, thi võ thuật công an nhân dân và thi đồng diễn bài võ tổng hợp 44 động tác. Trong ngày mùng 3 tháng 7, các đội tuyển tiếp tục dự thi phần thi bắn súng quân dụng. Sáng ngày mùng 2 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ tại Lào Cai với chủ đề Sắc đỏ biên cương và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có ông Lê Gia Tiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2019, ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu xuyên Việt
Năm nay là năm thứ 7, chương trình được tổ chức với sự tham gia của 39 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại Lào Cai, đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã khẳng định những kết quả và ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Trong không khí sôi nổi của chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp, các tập thể cá nhân có đủ sức khỏe cùng tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và tin tưởng phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh sẽ có bước tiến mới sau chương trình Hành trình đỏ. Tại buổi lễ, 37 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã được tôn vinh. Sau lễ khai mạc, Ngày hội hiến máu tình nguyện sắc đỏ biên cương tỉnh Lào Cai đã diễn ra với sự tham gia của gần 2.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 1.105 đơn vị máu. Đây là lần thứ 11 tôi tham gia hiến máu tình nguyện và một cái nhận thức cơ bản tôi thấy đó là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại và mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng cho mình. Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và tôi chọn việc hiến máu tình nguyện này là một cái niềm vui cho tôi. Chúng tôi thấy rằng là ngay từ sáng sớm thì cái không khí triển khai cũng được chuẩn bị rất là chú đáo. Một là tổ chức cái gọi là ra quân chương trình Hành trình đỏ và đồng thời rất có ý nghĩa nữa là trong lễ ra quân này là có là tôn vinh những cái người hiến máu tiêu biểu ở trong tỉnh. Cái thứ hai nữa tổ chức điểm hiến máu tôi thấy rằng là phối hợp với bên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đã chuẩn bị rất là chú đáo. Thế lượng những cái người dân ấy, đủ các thành phần đã về để tham gia, vừa tham gia hưởng ứng cái chương trình này, cái thứ hai trực tiếp để tham gia hiến máu. Trong dịp này, ban tổ chức đã đến thăm và tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2019, đoàn công tác của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và tặng quà nhân dân vùng lũ xã Bản Hồ, huyện Sapa. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Xeo Vẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Sapa. Tại xã Bản Hồ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên nhân dân thôn Bản Dền và La Ve. Đây là hai thôn của xã Bản Hồ đã chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ vào rạng sáng ngày 24 tháng 6. Chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp và của người dân để khắc phục những khó khăn thiệt hại sau mưa lũ. Đồng chí mong muốn các hộ gia đình sớm khắc phục thiên tai, ổn định tổ chức lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và giữ vững an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng để các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau thiên tai. Để tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh nhằm đưa ngành du lịch Lào Cai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Thời gian qua tỉnh Lào Cai và các địa phương của Trung Quốc đã không ngừng giao lưu thúc đẩy phát triển du lịch, thể hiện bằng việc thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị bàn về các giải pháp phát triển du lịch bền vững, duy trì hợp tác phát triển du lịch với vùng Nouvelle Aquitaine Pháp và các tổ chức ADB, COICA, JICA trong việc lập quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng các mô hình điểm du lịch, đào tạo nhân lực. Lào Cai cũng đã tăng cường liên kết hợp tác, mở rộng liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, các trung tâm du lịch, các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược để phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp, du lịch nông nghiệp, du lịch biển. Để ngành du lịch Lào Cai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với những đối tác truyền thống, Lào Cai xác định tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác với thành phố Luang Prabang Lào, Chiang Mai Thái Lan và các tập đoàn du lịch lớn trong nước để khai thác các loại hình du lịch nghỉ dưỡng núi cao cấp, phát triển các dòng sản phẩm du lịch chuyên biệt. Hiện tổng số lao động việc làm trong lĩnh vực du lịch tại Lào Cai là trên 26.000 người. Tổng số cơ sở lưu trú là 1.207 cơ sở, bao gồm 989 khách sạn và nhà nghỉ, 207 homestay tại khắp các địa bàn trong tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Sáu tháng đầu năm nay, tình hình buôn lậu các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao.
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 36 vụ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai đã phát hiện và xử lý 36 vụ buôn lậu hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, với trị giá xử lý là 952 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử lý đã tăng gấp hơn 2 lần. Các ngành chức năng cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 200 triệu đồng. Các mặt hàng bị thu giữ chủ yếu là thực phẩm, đồ gia dụng, giày dép không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Dự báo trong thời gian tới, thị trường sẽ xuất hiện nhiều loại hàng hóa phục vụ cho mùa vụ, hàng hóa tiêu dùng thường ngày như quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành rà soát các tụ điểm thường xảy ra buôn lậu, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với các nhà sản xuất sản phẩm hoặc các nhà có sản phẩm bị làm giả để kiểm tra xử lý có hiệu quả công tác chống hàng giả trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngoài quản lý bảo vệ đường biên mốc giới, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến phòng chống tội phạm về ma túy. Những vụ án, chuyên án về ma túy được Bộ đội Biên phòng xác lập và đấu tranh thành công đã góp phần giữ vững bình yên cho giải đất biên cương Tổ quốc. Những năm qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn hai xã Cốc Mì và Trịnh Tường của huyện Bát Sát có nhiều diễn biến phức tạp. Số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn nhiều nên việc mua bán sử dụng trái phép ma túy là vấn đề nhức nhối trên địa bàn. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, thời gian qua, đồn biên phòng Trịnh Tường đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, coi nhân dân là tai mắt trong trận tuyến đấu tranh với tội phạm này. Đấu tranh với các loại tội phạm này thì cũng đã trực tiếp bắt và khởi tố 2 đối tượng trên địa bàn xã Trịnh Tường và bàn giao công an điều tra. Thì với cái tình hình diễn biến như vậy thì trong thời gian qua thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là đồn phòng Trịnh Tường chúng tôi đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác này. Trên địa bàn thì đến thời gian gần đây thì cũng tình hình cũng đã có những sự chuyển biến tích cực. Còn đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Sát quản lý trên 26 km biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Nhằm đấu tranh có hiệu quả về tội phạm ma túy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp phát hiện và phá nhanh nhiều vụ án về ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đồn đã bắt và khởi tố 4 vụ. Các đối tượng này cơ bản là nghiện ma túy, có những đối tượng vừa là gốc độ tàng trữ, bán nhỏ lẻ. Trong 6 tháng đầu năm thì các cái vụ việc, trong 4 cái vụ việc mà chúng tôi bắt và khởi tố thì tôi đánh giá rất cao về cái tinh thần quần chúng nhân dân về cái công tác tố giác tội phạm và cung cấp các cái nguồn tin rất chính xác để mà Bộ đội Biên phòng tổ chức cái lực lượng bắt giữ và đấu tranh ngăn chặn kịp thời và hiệu quả. Xác định mức độ nguy hiểm và tính chất phức tạp của tình hình buôn bán vận chuyển chất ma túy qua biên giới, những năm vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo vệ đường biên mốc giới, phối hợp với lực lượng biên phòng của nước bạn trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy. Thì trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2019, chúng tôi đã xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án về phòng chống ma túy và bắt xử lý 13 vụ 18 đối tượng về ma túy. Để ngăn chặn cái tình hình tệ nạn về ma túy, một là cái công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng chống phòng ngừa nghiệp vụ, nghĩa là quản lý địa bàn, quản lý lượng được tốt và tăng cường cái công tác trinh sát, công tác nắm tình hình về đối tượng nghiện, từ đó thì có những biện pháp là quản lý giáo dục răn đe những đối tượng thì sẽ hạn chế những tội phạm ma túy. Những chiến công của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố Lào Cai đã rất tích cực trong việc ra quân chấn chỉnh, đảm bảo trật tự đô thị, giao thông. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra quân thì tình trạng vi phạm lại diễn ra bình thường, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và đời sống của nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự về nội dung này.
đây là hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại thời điểm cuối năm 2018 trên tuyến phố Đinh Lễ, An Dương Vương, Soi Tiền, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Lãnh đạo phường, đội trật tự đô thị và công an phường đã ra nhắc nhở, dán thông báo đối với các phương tiện vi phạm việc đậu đỗ xe trên các tuyến đường này, nhằm quyết tâm lập lại trật tự văn minh đô thị trên tuyến đường sầm uất bậc nhất của thành phố. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch lên lịch cụ thể và gửi thông báo, dán thông báo tới các chủ phương tiện hiện nay là đang đỗ xe sai quy định. Và đồng thời chúng tôi tuyên truyền từ nay đến ngày 20 tháng 11 và đến bắt đầu ngày 21 tháng 11 thì lực lượng công an phường sẽ là nòng cốt để đi xử lý, xử phạt, khóa bánh xe với những chủ phương tiện cố tình vi phạm. Còn đây là hình ảnh vừa được chúng tôi ghi lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cả xe của người dân, các cơ quan nhà nước vẫn thoải mái tiếp diễn tình trạng đậu đỗ sai quy định trên các tuyến đường này. Khi được hỏi, nhiều chủ phương tiện cho rằng không hề biết quy định về việc cấm đỗ xe trên tuyến đường này. Không thấy thông báo thì là cứ đỗ thôi. Mà không những là riêng taxi mà. Đây ngoài này kể cả xe của dân sự, người ta có khi chẳng biết người ta biết hay không nhưng người ta vẫn đỗ. Thì mình cũng thấy người ta đỗ, có vạch kẻ là mình đỗ thôi. Không chỉ làm ảnh hưởng tới văn minh đô thị, mà việc đậu đỗ xe sai quy định của chủ phương tiện trên các tuyến phố An Dương Vương, Đinh Lễ và Soi Tiền cũng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, nhất là đối với những người thường xuyên đi lại trên các tuyến phố này. Đừng nên chỉ có đặt ra từng đợt trước, trong đợt và sau đợt một thời gian ngắn, thì đâu nó lại vào đấy. Thì cái đó tôi thấy cần thiết phải có cái hoạt động thường xuyên, kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn và kèm theo cái đó những trường hợp. Thậm chí là có những trường hợp là cái đội quản lý đó mà ghi lại được số xe thôi thì cần thiết có những trường hợp cần phải xử lý. Thì tôi cho rằng như thế nó sẽ nâng cao dần cái ý thức của hành khách, của những người ta có xe, người ta đỗ xe nó trật tự hơn. Có thể thấy, để giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn trong thực hiện quy định về đậu đỗ ô tô trên các tuyến đường của thành phố Lào Cai, bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, thì các chủ phương tiện, cơ sở kinh doanh cần có ý thức hơn trong việc đảm bảo văn minh đô thị. Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, huyện Mường Khương phấn đấu đến hết năm 2019, giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác đạt 55 triệu đồng mỗi hecta. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp tại Mường Khương giảm còn 93,5%. Giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt 50 triệu đồng. Thu nhập bình quân trên năm của người dân nông thôn đạt 17 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,74% trên năm. Theo đánh giá của Đảng bộ huyện Mường Khương, sản xuất hàng hóa tuy đã đạt được kết quả khả quan, song sản lượng chưa nhiều, chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm về xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, Mường Khương sẽ tiếp tục tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 40.000 tấn, tăng 1,8% so thực hiện năm 2018. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đến hết năm 2019 đạt 55 triệu đồng trên hecta. Với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi meeting tuyên truyền, xây dựng các pano, áp phích, khẩu hiệu, truyền thông trực tiếp tại thôn bản. Trong những năm qua, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại các địa phương của Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến hết năm 2018, ngành y tế Lào Cai đã chủ động thực hiện, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, thực hiện truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cho trên 3,4 triệu lượt người nghe, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 81.000 lượt tin bài, xuất bản hơn 30.000 cuốn bản tin sức khỏe Lào Cai, cấp phát trên 10.000 tờ gấp áp phích các loại. Tại các thôn bản, tiêu chí về y tế dân số được đưa vào hương ước quy ước của thôn và là một nội dung để bình xét gia đình thôn bản văn hóa hàng năm. Công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành của người dân về công tác chăm sóc sức khỏe. Thông qua đó, người dân đã có được những kiến thức cơ bản trong phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm, tích cực tham gia vào các chương trình y tế. Một số tập quán lạc hậu như tảo hôn, sinh nhiều con đã giảm dần. Việc sinh đẻ có kế hoạch, có chuyển biến tích cực,
các mô hình kế hoạch hóa gia đình được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km mỗi giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách tỉnh Quảng Ninh khoảng 220 km, cách tỉnh Nam Định khoảng 300 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km mỗi giờ, giật cấp 11. Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km mỗi giờ, giật cấp 9. Như vậy, từ đêm ngày 3 tháng 7 trở đi, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau mưa gia tăng cả về lượng và diện. Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-150 mm, có nơi mưa trên 180 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, trượt lở đất đá. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông trước, trong và hậu bão khi ảnh hưởng. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1, 2. Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.